Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với phần kế tiếp của khoa học thai giáo. Hôm nay tôi xin trò chuyện với quý vị về các bài tập hướng dẫn thai giáo cụ thể cho từng tháng của thai kỳ. Đồng hành với tôi hôm nay trò chuyện về các bài tập thai giáo thì có chị Lâm Thái Bảo Ngọc. Chị đang là mẹ bầu và chị đang là giảng viên của bệnh chúng gia. Xin chào chị Phạm Thị Thúy, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngọc ơi, hôm nay thì chị rất vui được trò chuyện với em về cái cách mà dạy bé từ trong bào thai. Đây là bé thứ mấy của em rồi? Đây là bé thứ hai ạ. Bé thứ hai. Em đã biết về thai giáo chưa? Em biết về thai giáo cách đây 3 năm khi em có thai bé đầu tiên. Và đến bé thứ hai em vẫn tiếp tục áp dụng thai giáo. Tuyệt vời. Khi mà em biết về thai giáo thì em đã tìm hiểu qua kênh nào? Khi mà biết về thai giáo thì em đầu tiên em search thông tin trên internet ấy, và sau đó thì em tìm mua quyển cuốn sách thai giáo 1 và 2 và thực hành làm theo. Và em còn rủ con xa em cũng làm nữa. Tuyệt vời, cảm ơn em. Thì hôm nay em sẽ giống như là một mẹ bầu đang trò chuyện với chị em, mình sẽ trò chuyện với nhau về cách mà mình sẽ làm gì với con trong 3 tháng đầu. 3 tháng đầu tiên thì là 3 tháng mà em bé còn đang rất là nhỏ. Nhiều mẹ bầu nghĩ rằng là mình không có, em bé chưa đủ hiểu biết, chưa đủ cái khả năng tiếp thu để mà mình dạy con. Nên vì thế mà nhiều mẹ đã bỏ qua 3 tháng này, không có chú ý thai giáo. Thực ra thì tất cả các giai đoạn thai kỳ, tất cả các tháng đều rất là quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Trong 3 tháng đầu tiên thì em có thể có rất nhiều cái cách để thai giáo khác nhau. Chị sẽ hướng dẫn em cùng các mẹ bầu khác về cái cách thai giáo để phát triển 4 cái khả năng đặc biệt của thai nhi, đó là trí thông minh, khả năng vận động, khả năng giao tiếp và cảm xúc. 4 cái khía cạnh quan trọng nhất của sự phát triển não bộ cũng như là sự phát triển toàn diện của bé. Thì trong 3 tháng đầu mình có thể là làm thế nào để bé có thể phát triển được toàn diện như vậy? Thì bài tập đầu tiên mà chị muốn dẫn với em, với các mẹ bầu đó là mẹ học hỏi thì con thông minh. Bài tập này thì không phải chỉ là trong 3 tháng đầu mà tất cả các tháng của thai kỳ đều có thể nên làm. Đó là người mẹ trong thời gian mang bầu nên học thêm một cái gì đó. Khi người mẹ ham học, khi người mẹ tìm kiếm thông tin và học hỏi về một lĩnh vực nào đó thì đấy là một cơ hội để cho bé học hỏi, bé lanh lợi hơn, bé có một khả năng nhận thức tốt hơn. Ví dụ như là những bà mẹ mà học ngoại ngữ trong thời gian mang thai thì sau này đứa bé có khả năng sau này tiếp thu ngoại ngữ cũng tốt hơn. Chị chia sẻ về thai giáo cách đây từ năm 2007 đến nay, và hai cuốn sách mà chị viết mà em đã tham khảo, em cũng mà hướng dẫn cho bé đầu tiên nhà em đó, thì cũng đều là được chia sẻ với rất nhiều bà mẹ. Và các bà mẹ đã chia sẻ là em đã học ngoại ngữ, có cô thì học ngoại ngữ trong giai đoạn này và em bé sau này học ngoại ngữ rất là tốt, có cô thì là giáo viên dạy ngoại ngữ luôn, thì nói là trong thời gian mang bầu thì em đi dạy rất là nhiều, thì sau này đằng cô nhà em cũng nói ngoại ngữ tốt hơn và học ngoại ngữ tốt hơn. Thì đấy là một cái chia sẻ nho nhỏ để mà em có thể là trong thời gian mang bầu em đang bận rộn học hành, thì đấy chính là cơ hội để con em cũng học. Ngoài ra thì người mẹ có thể học những cái kiến thức khác, như là có những mẹ thì đầu tư thời gian để học kỹ năng làm cha mẹ. Trong thời gian mang bầu này mình có thể học về cái cách dạy con, chăm sóc con, từ chăm sóc sức khỏe cho đến dinh dưỡng cho đến cách nuôi dạy như thế nào. Thì đấy cũng là một cái cách học để mà con có cái khả năng tiếp thu tốt hơn, cái khả năng nhận thức. Cái cách mà mình chuyển cho con mình những cái cơ hội để mà học hỏi, cái kỹ năng học hỏi. Khi mà nghiên cứu về các bà mẹ thai giáo ở các nơi trên thế giới đó, thì chị rất chú ý đến một cái chi tiết là bà mẹ Do Thái rất là coi trọng việc học trong thời gian mang thai. Đặc biệt là người Do Thái rất là đề cao cái chuyện đọc sách và học toán trong thời gian mang thai để sau này con họ thông minh hơn. Thì đấy cũng là một cái chi tiết để chúng ta thấy rằng là con chúng ta hoàn toàn có thể là cùng với mẹ học gián tiếp qua cái cách học của mẹ. Khi mà chúng ta dạy con như vậy á, thì chính chúng ta cũng có lợi là chúng ta có thêm những cái kiến thức, những hiểu biết, chúng ta có thêm niềm vui trong quá trình mang thai, và đặc biệt là con chúng ta cũng có một cái vốn từ này, vốn hiểu biết này về vấn đề này. Nhiều mẹ cứ cho rằng là con còn nhỏ chưa biết, nhưng thực ra tất cả đều đi vào tiềm thức của thai nhi. Tất cả ngay từ những tháng đầu tiên của thai kỳ thì em bé đã có các tế bào thần kinh trong bộ não của em bé đã phát triển rất là nhanh, và tất cả những gì người mẹ tiếp xúc, người mẹ có những cái sự cảm nhận qua năm giác quan thì đều đi vào trong kiến thức của em bé. Nhiều bà mẹ cho rằng là trong 3 tháng đầu thì không có cần thay giáo, chỉ cần ăn uống giữ sức khỏe là đủ. Các bạn có nghĩ vậy không?
Thực ra thì khi chúng ta đã tìm hiểu bài 2 trong chương trình khoa học thầy giáo, chúng ta thấy là có nhiều cái sự phát triển rất kỳ diệu của thai nhi. Mỗi phút thôi thì đã có hàng triệu tế bào não được hình thành. Nên vì thế mà tất cả những gì người mẹ tác động đến con đều ảnh hưởng đi vào tiềm thức và bộ nhớ của thai nhi. Vì thế mà trong 3 tháng đầu mình vẫn có thể là thai giáo rất là tích cực cho con. Bài tập đầu tiên mà muốn giới thiệu với các mẹ đó là bài tập giúp cho con thông minh ngay từ trong bụng mẹ. Có 2 bài mà tôi muốn giới thiệu, đó là mẹ học con thông minh và mẹ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật cũng làm con thông minh. Khi mà nói đến mẹ học con thông minh thì chúng ta biết là tất cả những gì người mẹ học hỏi, người mẹ học ngoại ngữ, người mẹ học các cách là cha là mẹ, người mẹ học cái cách nấu ăn hay là cắm hoa thì đều tác động đến con, sẽ cho con một cái khả năng, một cái khả năng học, một cái lòng ham học hỏi cũng như là những cái kiến thức kỹ năng liên quan tới các lĩnh vực mà mẹ tìm hiểu. Có thể em bé không học một cách cụ thể như chúng ta đang học, nhưng những cái tinh thần học hỏi, những cái vốn ngôn ngữ, rồi cái cách mà cái tâm trạng của người mẹ khi học hỏi những điều này, nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tâm trí cũng như là cái khả năng học hỏi của thai nhi sau này. Nhưng có thể nói là lợi đơn lợi kép. Có những cái câu chuyện thực tế mà tôi đi đến các nơi để truyền đạt thai giáo thì các mẹ đã tiếp thu điều này và thử làm. Thì có những mẹ đã phản hồi cho tôi sau đó là trong thời gian thai em học ngoại ngữ rất là nhiều và sau này thằng cu nhà em đang học ngoại ngữ tốt lắm chị ạ. À, ví dụ như vậy. Hay một chị bạn tôi đã làm giáo viên ngoại ngữ thì chị cũng nói là trong thời gian mang bầu đứa con thứ hai của chị thì chị dạy rất là nhiều và bé cũng có cái khả năng ngoại ngữ tốt hơn những đứa đầu tiên của chị. Đấy là một hai cái ví dụ để quý vị thấy là nếu chúng ta chịu khó đầu tư một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó hay là một cái sự ham hiểu biết về lĩnh vực nào đó thì con chúng ta được lợi. Các bạn có biết không, khi mà chúng tôi tìm hiểu về các kinh nghiệm thầy giáo ở các nước thì thấy là người Do Thái rất là coi trọng việc giáo dục thai nhi và người mẹ Do Thái rất là coi trọng cái việc là học, tự mình học toán, tự mình học các kiến thức khoa học trong giai đoạn mang thai để sau này con họ thông minh. Và chúng ta biết là người Do Thái thì cái trí thông minh của họ là vượt trội, đúng không ạ? Bây giờ thì tôi xin chia sẻ với hoạt động thứ hai mà mẹ bầu có thể làm với em bé của mình, đó là thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đây là một cái bài tập mà rất là dễ làm và có những bà mẹ mà yêu thích các tác phẩm nghệ thuật thì sẽ cảm thấy rất là thích thú. Đó là chúng ta có thể là đến phòng tranh hay là đến những cái nơi có những phong cảnh đẹp, có những tranh đẹp để chúng ta ngắm nhìn và chúng ta cùng nghe những người giới thiệu về những bức tranh đó cho chúng ta biết là vẻ đẹp của nó, ý nghĩa của nó. Chúng ta cũng có thể là bình phẩm những cái đẹp xung quanh mình cho con của mình nghe. Đấy là cách mà chúng ta đang rèn cho con cái cơ hội để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật cũng như là rèn cho cháu có cái tính thẩm mỹ sau này. Và đây là một kinh nghiệm mà tôi học được từ các bà mẹ Nga. Ở Nga có thành phố Saint Petersburg thì có những bảo tàng nghệ thuật mà họ có những cái hoạt động dành riêng cho bà bầu. Họ tổ chức những lớp học thai giáo bằng mỹ thuật và mời các bà bầu đến và họ giảng cho các bà bầu nghe về ý nghĩa của các bức tranh, vẻ đẹp của các bức tranh. Và như vậy thì em bé cùng với mẹ sẽ được học hỏi những cái điều tuyệt vời đó từ như tác phẩm nghệ thuật. Thì đấy cũng chính là một cái bài tập thai giáo tôi nghĩ là rất là thú vị. Chị Thủy ơi, trong giai đoạn mà có thai 3 tháng đầu á thì ông xã của em rất là tích cực muốn đưa vợ đi đến những nơi có phong cảnh đẹp này, đi du lịch hoặc là đưa vợ đi viện bảo tàng, nhưng mà lại vấp phải sự phản đối của những người lớn tuổi, bởi vì theo người lớn tuổi thì phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tốt nhất là ở nhà càng nhiều càng tốt, không nên đi lại nhiều. Có thể giải thích cho các cô như thế nào ạ? Đấy là một vấn đề hay. Mình biết là nếu mà người mẹ chịu khó đi học hay là chịu khó đi tham quan thì nó sẽ có lợi cho em bé. Nhưng mà cũng cái lời khuyên của các bậc cụ cũng đáng lưu ý là nếu mình di chuyển quá nhiều hoặc là trong trường hợp sức khỏe của mình không tốt, thậm chí là có những bà bầu trong 3 tháng đầu bác sĩ còn nói là phải kiêng di chuyển nữa, đó là những người cả có cái khả năng mà giữ thai cần phải cẩn trọng hơn. Em bé có nguy cơ bị sẩy chẳng hạn thì người ta phải thận trọng và ít di chuyển là đúng. Nhưng trường hợp nếu người mẹ khỏe mạnh bình thường, người mẹ có sức khỏe tốt thì cái chuyện người mẹ đi học, người mẹ đi chơi, người mẹ đi tham quan thực ra là rất tốt. Cho nên nếu mà các cụ có với mẹ, bất kỳ mẹ bầu nào mà người lớn có phản đối là không nên đi nhiều, không nên đi đây đi đó, hay là thậm chí là có những người khuyên là con đang mang bầu em bé thì con đi học thêm làm gì, thì cũng chúng ta cũng nên chia sẻ với họ để họ biết là cái tác dụng của việc con đi học thì con có lợi, hai mẹ con cùng học, miễn là chúng ta đảm bảo sức khỏe tốt thì chúng ta có thể làm. Để phát triển khả năng vận động của thai nhi trong 3 tháng đầu
thì cũng chia sẻ với các mẹ bầu một vài cái hoạt động nhỏ nhỏ như sau. Thứ nhất là bài tập nâng như nâng trứng. Tôi dùng cái cụm từ nâng như nâng trứng là cũng liên quan tới vấn đề mà bạn Ngọc vừa hỏi. Đôi khi là chúng ta cần phải giữ gìn rất là kỹ cho mẹ và bé trong 3 tháng đầu. Thì đó là một cái lưu ý đúng. Và cái giai đoạn này chúng ta cần phải đi đứng nhẹ nhàng khoan thai. Ngay từ ngày xa xưa thì ông trong bài tác phẩm Giáo Huấn Ca Nguyễn Trãi cũng đã dạy là khi thai sản thì quan phòng gìn giữ, học cổ nhân huấn tự trong thai, dâm thanh chớ để ngoài tai, mà ác ngôn chớ chút động lòng sợn sơ, rồi đứng ngồi chính đại quang minh cho bằng phẳng thế, chớ nghiêng lệch mình. Thì tất cả những cái lời khuyên của người xưa cũng là trong cái giai đoạn mang thai, là mọi đi đứng nằm ngồi của người mẹ càng khoan thai, càng nhẹ nhàng, càng cẩn thận bao nhiêu thì càng tốt. Đấy gọi là nâng như nâng trứng. Tất cả bản thân người mẹ bầu cũng như là những người khác đang chăm sóc mẹ bầu thì cũng lưu ý điều này.